đi bảo vòng về. Đi bảo vòng từ đấy về mà đi. Vâng. Tiến vừa là đã trêu cái gì đó mà sáng nói như kinh. Cái nồi điện của bà Vương bằng cái nồi điện Hướng Dương. Cứ nói ra thì bắt đầu bịa, rồi nói linh tinh. Cán bộ về kiểm tra cái gì đấy? À. Xong nước. Rồi tôi đây.